tràn tiếng thơ. Trong ta giờ chỉ còn lại nỗi sầu. Đường về vắng anh lang thang tháng ngày. Em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều. Bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần. Cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Rồi thoáng hương đông bay đi, một cõi xa xăm lại về. Anh ơi có biết chỉ là giấc mơ. Giấc mơ lệ thương tan đi, để trái tim khô cạn rồi. Alo, cô thông báo cho mọi người chuẩn bị họp. Khi nào, cái gì mà khi nào? Có giờ cụ thể thì tôi báo. Alo, tôi nghe. Vụ đó bị phát hiện rồi. Anh biểu tôi bây giờ phải làm sao đi? Không phải trước khi làm mình đã chuẩn bị tâm lý hết rồi sao? Sớm hay muộn gì thì họ cũng phát hiện ra thôi. Làm gì mà lo lắng dữ vậy? Tôi làm sao mà không lo lắng được. Bây giờ tôi phải làm sao? Anh phải giúp tôi với. Nếu mà anh làm đúng những gì tôi đã vẽ ra thì khó lắm họ mới phát hiện ra anh. Nhưng nhớ, anh phải thật bình tĩnh. Nếu như anh không bình tĩnh, dễ bị họ phát hiện lắm đó. Nhớ chưa? Alo. Thành Nhân ơi. Thành Nhân. Anh nhớ em quá. Sao anh về sớm vậy? Anh không báo trước cho em biết gì hết. Được rồi, vô nhà trước đã. Công ty xảy ra chút sự cố, cho nên là anh phải hủy lịch trình bên đó để mà quay trở về gấp. Suốt chặng đường anh phải trao đổi công việc,
cho nên là không báo cho em được. Anh xin lỗi nha. Bộ công ty xảy ra chuyện gì hả anh? Công trình đang thi công thì bị đình chỉ vì vật liệu kém chất lượng. Điều đáng nói ở đây là khi mà kiểm tra, đa phần vật liệu đều không đúng quy cách. Vậy mà khi mình muốn đối chất, họ lại không cho mình coi giấy xuất kho. Họ yêu cầu mình phải có luật sư. Anh cũng đang cho khởi kiện đó. Mà thôi, em cũng đừng có bận tâm. Anh lên phòng tắm rửa đi. Em xuống bếp làm đồ ăn rồi mang lên phòng cho anh ăn. Anh cũng thấy đói rồi. Từ trưa tới giờ anh chưa có bỏ gì trong bụng hết. Anh cảm ơn em nha. Dạ, chào chủ tịch. Chủ tịch ký giùm tôi. Nhìn thấy thái độ của hắn như vậy, chắc họ sẽ không lần ra mình đâu. Sẽ không biết đâu. Khánh Hà lúc này sao rồi, ông cũng biết không? Lâu rồi tôi cũng không gặp nữa. Để bữa nào tôi mời Khánh Hà đi uống cà phê, rồi tôi về báo cáo tình hình cho chủ tịch biết. Tối hôm qua tôi chợt nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra trong cái chết của ba chủ tịch. Ông nói thử coi. Chủ tịch còn nhớ không? Rõ ràng hôm đó bác sĩ nói là tình trạng của bác trai tiến triển rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng tại sao lại chuyển biến một cách nhanh chóng như vậy? Có khi nào... Ông nghi ngờ điều gì? Bởi vì lúc đó tôi với chủ tịch không có mặt trong phòng. Tôi nghi là có ai đó đã lẻn vào trong phòng. Cũng có thể. Và cùng chính kẻ đó đã hại chết Khánh Băng. Chủ tịch ráng rà soát lại thêm một lần nữa. Trước đây ba của chủ tịch có gây thù chuốc oán gia hay không? Chủ tịch làm ơn ký giúp tôi. Chủ tịch ráng suy nghĩ. Bây giờ tôi phải trở về phòng làm việc. Chào chủ tịch. Sao rồi? Đừng có vội. Tôi vất vả lắm mới lấy được chữ ký của anh ta cho chứng từ này. Tôi cần gấp 4 tỷ. Có cái này là xong rồi, đừng có lo. Nhưng cái này anh định làm gì? Đó là việc của tôi, anh không cần bận tâm.
Không phải, sẽ không ai phát hiện đâu. Chắc là do mình tự hù mình. Mình không phải sợ. Mình không sợ điều gì hết. Mình không sợ. Mình không sợ. Mình không sợ. Mình không sợ. Gì mà anh không sợ vậy? Trời ơi, chỉ có cậu mới làm tôi sợ đó. Cậu cứ thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất. Sao cứ như là ma vậy? Có ngày tôi rớt đêm ra ngoài chết với cậu đó. Ma nào đẹp trai bằng em? Cậu còn giỡn được nữa hả? Rồi cậu về khi nào? Về hồi trưa. Mà mệt quá vô phòng ngủ. Sao vậy? Cậu về á, tại sao không gọi điện báo cho anh biết trước? Để nhà chuẩn bị đồ đạc cho cậu ăn. Về bây giờ ở nhà đâu có cái gì mà ăn. Thôi, vô phòng thay đồ đi, rồi anh chở đi ăn. Chị, em làm biếng lắm. Ăn mì gói cũng được mà, có sao đâu. Cậu suốt ngày ăn mì gói như vậy, mai mốt bệnh hoạn rồi sao? Cái thằng này. À, mà nghe nói thành phố có mở cuộc triển lãm ảnh, cậu có tham gia không vậy? Không những tham gia triển lãm ảnh mà em còn là thành viên của ban tổ chức nữa đó. Thêm hoài chưa? Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm hay không? Hồi trước tới giờ cậu đâu có chịu tham gia mấy cái chuyện này. Thật sự thì nể mấy đứa bạn thôi. Với lại em cũng muốn thay đổi mình một chút. Cũng tốt, tôi tán thành. Cậu không thể nào sống cuộc đời ẩn dật lang bạc được. Thôi, tôi đi nghỉ đây. Tốt, cậu phải như vậy mới được. Tốt lắm. Anh làm cho em hết hồn mà. Thì tôi phải giống như cậu vậy, cứ thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất. Giấy tờ hợp lệ là sao? Đúng là vô lý mà. Ra soát lại thật kỹ từng khâu, có sai sót chỗ nào? Không thể được. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể ký vào một hợp đồng như vậy được. Nhưng mà lý do gì tại sao không cho tôi xác nhận chưa ký? Sao phải phân định tại tòa? Thôi được rồi, có gì báo tôi liền nha. Em nấu súp cho anh nè. Anh nghỉ tay ăn cho nóng nha. Cực cho em quá. Có gì cực đâu anh. Anh ăn đi. Anh cần gì hả? Em lấy cho. Không. Anh định làm gì vậy? Nè nè, anh không có được làm bậy đâu đó. Em la lên bây giờ đó. Anh vừa ăn, vừa phải giải quyết một số chuyện. Không nỡ phải để em ngồi đó để nhìn anh. Bây giờ em nằm đây nghỉ ngơi nha. Có em bên cạnh, anh càng có thêm động lực để làm gì. Nè. New email. Nằm đây nha. Đăng Duy, em cầu mong sao những điều bí mật em biết về anh đều không phải là sự thật. Em cầu mong sao gia đình này được bình yên,
Trước giờ mình chỉ biết những điều xảy ra trong ngôi nhà này. Sao bây giờ mình không thử tìm hiểu xem coi cùng cách làm việc của công ty Phát Đạt, coi thật sự việc anh Khiêm nói về anh Đăng Duy có đúng hay không. Số tiền thất thoát gần 4 tỷ đồng là không lớn, nhưng chuyện lớn là công trình bị đình chỉ do vật tư kém chất lượng. Chuyện đó tại sao lại xảy ra vậy? Thưa chủ tịch, các bộ phận đã nhanh chóng rà soát, mọi chứng từ đều rất hợp lệ, đặc biệt là những chứng từ liên quan tới việc đổi vật tư. Lại là... Cô cứ nói tiếp. Lại là những chứng từ có chữ ký của chủ tịch. Đây, chủ tịch xem đi. Nó vừa được chuyển tới sáng nay, kèm theo công văn. Nếu mình không bồi thường thì họ sẽ kiện mình ra tòa. Tại sao tôi lại ký duyệt cái này chứ? Có đúng là chữ ký của chủ tịch không? Dạ đúng, là chữ ký của tôi. Vậy số tiền trên là đó được chuyển vào một tài khoản nào thì phải có chứng minh nhân dân chứ. Bằng mọi giá phải điều tra được tài khoản đó, điều tra đường đi của nguồn tiền đó. Dạ, đã cho điều tra, nhưng chứng minh nhân dân của tài khoản đó cũng bị giả. Dù như thế nào, dù này trách nhiệm cũng thuộc về tôi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Có thể nói cho tôi biết số tiền 4 tỷ đồng anh giúp tôi lần trước từ đâu mà anh có hay không hả? Nè, không phải là em nghĩ anh lấy tiền từ công ty đó chứ. Em cũng rành anh quá mà. Anh không có rành mấy cái chuyện này mà. Cũng không có đủ khả năng mà hô biến mọi chuyện ra như vậy. Anh nói cũng phải. Ngoài khả năng chuyên môn và kỹ thuật, anh không biết mấy chuyện luồn lách trong làm ăn. Nhưng mà tại sao anh Đăng Duy lại ký duyệt chứ? Cái chuyện đó em phải hỏi Đăng Duy. Em hỏi anh làm gì? Nhưng mà em lo chi cho mệt. Số tiền đó đối với Đăng Duy cũng giống như là anh ta rụng một cọng tóc thôi. Em lo làm gì? Tôi không có lo anh Đăng Duy không có tiền đền bù cho công ty. Điều tôi lo là uy tín, là danh dự của ảnh kìa. Đăng Duy từng lo cho em điều gì chưa? Tại sao em lại lo cho anh ta đến như vậy? Vì ảnh là người tôi yêu, đồng thời cũng là vì bổn phận trách nhiệm của tôi ở trong công ty thôi. Anh hiểu không hả?
có làm gì đi nữa cũng không lây chuyển được em hay sao? Anh. Thanh Vân đi sao? Sao hôm nay em đẹp quá vậy? Sao em lại tới đây? Anh đã dặn là em chuẩn bị đi, lát nữa anh về đón em mà. Nè, em ngồi đi. Ừ. Em thấy mất công quá à. Với lại em cũng muốn tới coi chỗ anh làm việc thế nào. Ờ ha, anh đúng là thiếu sót. Đáng lẽ ra anh phải đưa em tới đây, rồi giới thiệu với mọi người luôn. Vậy mà anh lại quên mất. Được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi giới thiệu với mọi người nha. Thôi, thôi em mắc cỡ lắm. Cái gì đâu mà mắc cỡ, phải để cho mọi người biết vợ của anh xinh đẹp như vậy chứ. Ừ? Khi nào tụi mình chính thức cưới nhau, lúc đó giới thiệu cũng không muộn mà. Thôi cũng được. Vào đi. Chào anh. Chào. Chào. Ngồi đi. Xin hỏi anh tới đây gặp tôi là vì chuyện gì? Xin phép cho tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn mua lại lô hàng bên anh đang thỏa thuận với Phát Đạt. Nhưng mà tôi đồng ý mua cao hơn Phát Đạt 1%. Đây là mô hình quản lý công ty mà bà anh đã lập ra từ trước. Tuy là cũng có vài nơi chưa hoàn chỉnh, nhưng mà với tầm hoạt động này, cách thức thiết lập này, đến giờ là tốt nhất rồi. Nhìn biểu đồ này em có hiểu không? Cũng tạm tạm. Nhưng mà rắc rối quá. Thôi, em qua kia ngồi chờ anh. Anh cứ làm việc của anh tiếp đi. Vậy em chờ chút xíu nha. Vô đi. Biết chủ tịch có khách, em mang cà phê tới. Cảm ơn cô. Em muốn cà phê chờ anh chút nha. Ừ, anh đừng có lo cho em. Mời cô. Cảm ơn. Kìa, Thanh Vân. Thanh Vân à, em có sao không vậy? Thiên Kim, sao cô bất cẩn vậy? Em cũng bị mà. Em có sao không vậy? Là lỗi của em, em vô ý quá. Em vô nhà vệ sinh nha anh. Để tôi giúp cô. Thôi không cần đâu. Để tôi giúp cho mà. Đây đây đây, nhà vệ sinh bên đây nè. Tôi làm được rồi mà. Được, tôi đồng ý. Cảm ơn anh. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ làm bằng với nhau lâu dài. Cảm ơn anh. Tôi cũng rất vui được hợp tác với anh. Cảm ơn anh. Sao lại có chuyện như vậy? Hay là chúng ta có làm gì sai sót trong giao dịch với họ không? Vì nếu cho dù họ bồi thường hợp đồng thì số tiền đó cũng không đủ để đảm bảo thiệt hại. Chúng ta phải đặt hàng trực tiếp từ nước ngoài, thời gian chờ đợi sẽ trễ hợp đồng xây dựng, số tiền bồi thường cho khách hàng lớn vô cùng, chưa kể uy tín của mình sẽ bị mất hết. Thôi được rồi, mỗi khi nhắc về chị, anh Đăng Duy luôn khen ngợi, nói về sự chuyên nghiệp của chị. Nhưng tôi thật không ngờ cách hành xử của chị rất là trẻ con. Làm như vậy với tôi á, chị được cái gì? Cho dù không được cái gì
thì tôi cũng cảm thấy hả hê. Thay vì làm những trò trẻ con vô bổ như vậy, chị hãy làm cho tôi thấy khả năng và bản lĩnh của chị không phải tốt hơn sao? Như vậy tôi sẽ có cảm giác thua kém chị, tự ti trước chị. Còn làm những trò như vậy á, chỉ thể hiện sự yếu thế của chị mà thôi. Cô không đủ tư cách để dạy tôi phải làm như thế nào đâu. Tôi không dám dạy chị. Chị lớn tuổi hơn tôi, ra đời trước tôi, chị còn chưa học được bài học đó. Cô, tôi làm gì có đủ khả năng mà dạy chị. Cô, chị đừng tưởng là chị có thể ăn hiếp được tôi. Tôi đã bỏ qua cho chị rất là nhiều lần, kể cả lần lừa gạt khiến mẹ tôi đau lòng. Chị tưởng tôi sợ chị sao? Không, chỉ là tôi thương hại chị thôi. Tôi biết tất cả những hành xử điên khùng chị dành cho tôi cũng do quá thất vọng trong chuyện tình cảm. Nhưng chị nên nhớ, ai cũng có một giới hạn. Chị vượt qua giới hạn đó, tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Giọng điệu của cô hôm nay khác hẳn rồi đó. Đính hôn không thành với chủ tịch mà cô tưởng mình là bà chủ tịch rồi hay sao? Mọi chuyện không có dễ dàng như cô nghĩ đâu. Cô đứng lại đó. Tôi còn chưa nói xong với cô mà. Tôi nghĩ việc chị cần phải làm ngay trong lúc này không phải là đứng đây lằng nhằng với tôi, mà nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Cô, nè, cô đứng lại đó. Cái gì? Dám kêu tôi đi khám bác sĩ tâm lý hả? Nói tôi điên hả? Được rồi, tôi sẽ hành xử với cô theo kiểu của người điên. Việc rắc rối công ty anh giải quyết xong hết chưa? Sao tự nhiên hôm nay lại kêu em ra đây uống nước? Anh đã nói rồi, anh sẽ thu xếp để mỗi tuần anh đều có thời gian để dành cho em. Người coi công việc là số 1 mà lại nói câu này, em nghe lạ quá. Anh thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc gặp em. Bây giờ với anh, gia đình mới là số 1. Anh nhất định không để em phải chịu thiệt thôi. Nhất định hàng tuần tụi mình sẽ trốn đi với nhau để chơi riêng giống như vậy nha. Mỹ Ngọc mà nghe nói câu này á, nó sẽ khóc cho coi. Thời gian này anh để ý thấy Mỹ Ngọc vui vẻ hơn nhiều. Hình như nó cũng không còn sợ mất em như trước nữa. Ừ. Hồi nãy em đi á, Mỹ Ngọc cũng không đòi đi theo. Ừ. Tại vì Mỹ Ngọc nó hiểu, từ nay tụi mình đã là người một nhà. Mà người một nhà thì luôn luôn phải có nhau. Anh có điều này, em nghe thử nha. Ừ. Anh muốn bàn với em về chuyện của mẹ. Mẹ em hả? Ừ. Ở một mình dưới quê, chắc mẹ em rất buồn, rất mong ngóng em về thăm. Cho nên anh tính như vậy nè, lần sau về thăm mẹ, tụi mình ráng năn nỉ để đón mẹ lên trên này. Như vậy thì mẹ và em đều vui. Không được, mẹ em sống ở quê quen rồi. Em nghĩ mẹ em không chịu nổi cuộc sống dưới này. Với lại mồ mả ba em ở trên đó, mẹ em không chịu rời xa đâu. Nhà mình có sân trước sân sau, đủ để mẹ thư thả. Lại còn có mẹ Thúy bầu bạn nữa, có Mỹ Ngọc ríu rít suốt cả ngày. Và còn có cậu con rể là anh, nhất định mẹ sẽ đồng ý thôi. Em cứ để anh năn nỉ mẹ cho nha. Em xin lỗi anh Đăng Duy. Anh thật lòng với em tới như vậy, lo nghĩ cho mẹ và em tới như vậy. Mà em thì... Anh nhắc tới mẹ cho nên em nhớ mẹ rồi đúng không? Thôi cuối tuần này anh sẽ đưa em về thăm mẹ nha. Tại sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Được, tôi biết rồi. Alo, tôi nghe đây.
Sao lại như vậy chứ? Kiểm tra lại coi thông tin rò rỉ từ đâu. Có kết quả gọi báo tôi biết liền nghe chứ. Thưa chủ tịch, có sự cố xảy ra ở công trình tương lai. Lại là sự cố. Tại sao mọi chuyện lại liên tiếp xảy ra như vậy chứ? Mọi người đang bàn tán lung tung. Họ muốn chủ tịch phải cho lời giải thích trước. Thôi được rồi, cô mau thông báo triệu tập họp khẩn toàn công ty cho tôi. Dạ. Sao không? Anh có sao không vậy? Trời ơi, sao hai ông không đánh cho con nhỏ đó gục luôn đi? Tôi đã dặn đánh anh Đăng Duy nhẹ nhẹ thôi mà. Ai biết đâu, lúc đầu cô dặn là khi nào cô vô cô can á, tôi đánh cô, mà cuối cùng cô có ra đâu, để con nhỏ đó ra, tôi mới bỏ tôi chạy. Trời ơi, thiệt á, hư hết khổ nhục kế của tôi rồi. Nè, em ngồi đi. Anh có sao không vậy hả? Anh không sao. Còn em có sao không? Mấy người đó có thù oán gì với anh mà đánh anh dữ vậy? Anh cũng không biết nữa. Mà nè, ghê quá. Sao em hành động như vậy? Nguy hiểm lắm. Có cần phải gọi công an không? Không cần đâu. Đâu, anh coi, em còn đau ở đâu nữa không? Đây hả? Đau. Em không sao. Mà anh phải cẩn thận chứ. Đi đêm đi hôm vậy sao mà về trễ dữ vậy? Lỡ mà anh có chuyện gì thì... Thì sao? Sao em không nói tiếp đi? Ừ? Thì sao? Thì em sẽ buồn lắm. Dài nha em. Còn đang ở đây, em không muốn về. Vậy em ngồi đây, anh vô trong nói chuyện với sư thầy một chút. Phải nói gì với chị lúc này? Em chỉ mong chị dũng cảm vượt qua mà gượng dậy. Chị...
Chị đau lòng quá em. Khánh Hà, cảm ơn em đã đến chia buồn cùng gia đình anh. Em muốn nói chuyện với anh. Để sau được không em? Không được, phải ngay lúc này. Chị, em nói chuyện với anh Tấn một chút nha. Em muốn nói gì với anh? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Em biết nói trong lúc này sẽ không hợp lắm, nhưng có thể là từ bây giờ em sẽ không có cơ hội gặp anh nữa. Bé Tiền đã yên phận rồi, không còn đau đớn dày dò nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống cần phải sống tiếp. Em mong anh và gia đình đừng quá đau lòng. Như vậy bé Tiền cũng sẽ không yên tâm mà siêu thoát. Cảm ơn em. Nhưng đó chưa phải là điều mà em cần nói đúng không? Đúng. Nhưng trước khi nói, em muốn anh hãy trả lời thật lòng với em. Anh có còn tình cảm với em không? Anh cứ nói thật lòng đi. Nếu sau cuộc nói chuyện này anh vẫn muốn dứt khoát chia tay, em hứa là sẽ không có làm phiền anh nữa. Tiếp tục gửi những thông tin đó đến các đối tác của Phát Đạt và giới truyền thông. Dựa trên cơ sở đó, tung càng nhiều tin đồn càng tốt. Đúng. Đúng. Tốt lắm, cứ vậy mà làm. Nếu anh vẫn còn nghĩ tới em, tại sao đề nghị chia tay khiến cho em phải đau lòng đến vậy? Anh thấy bản thân anh không còn xứng đáng với em. Ở bên cạnh anh, em sẽ không hạnh phúc đâu. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Vậy tại sao trước đó anh lại nói những lời yêu thương với em? Anh... Có phải anh đã làm gì có lỗi, cho nên mới tự thấy là không còn xứng đáng với tình yêu của em? Đúng. Em nói không sai. Nếu như anh đã biết anh làm sai á, thì anh quyết tâm sửa đổi là được rồi. Con người sống ở trên đời, có ai mà chưa từng phạm phải sai lầm chứ? Nhưng có những lầm lỗi đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa được, em có hiểu không? Nhưng nếu anh không nói ra thì mãi mãi em cũng không thể biết được là anh muốn gì. Vậy thì khác nào anh mắc thêm cái tội lừa dối em.
Nếu vậy, anh càng không xứng đáng để em yêu. Anh cứ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện đi. Nếu mà tha thứ được á, thì mình lại tiếp tục. Còn nếu không á, vậy thì ít ra em còn biết được nguyên nhân. Còn hơn là bây giờ em cứ ấm ức. Tại em chưa biết tội lỗi mà anh mắc phải là gì, nên em nói vậy thôi. Ngay cả bản thân anh còn không tha thứ được cho mình, thì làm sao dám mong chờ cho sự tha thứ của em. Thôi, em đừng có hỏi nữa. Anh luôn cầu nguyện cho em sớm gặp được người xứng đáng. Chị mong mỏi nhất vẫn là cậu Út với cô Khanh Hà vui vẻ bên nhau. Khanh Hà, chị biết là thằng Tấn vẫn rất yêu thương em. Chỉ vì chuyện gia đình chị cho nên nó mới... Chị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có lo tới chuyện của tụi em nữa. Làm sao mà chị không lo được? Thằng Tấn nó đã vì gia đình chị mà quên đi hạnh phúc của riêng mình. Từ nay vợ chồng chị sẽ không làm gánh nặng cho nó nữa. Chị mong em hãy cho thằng Tấn cơ hội được quay lại. Chị đừng nghĩ như vậy. Anh Tấn chia tay em không phải nguyên nhân như chị nói đâu. Không không, không đâu. Chị biết, cho dù nó có nói gì đi nữa cũng không phải là sự thật đâu. Em hãy tin chị đi. Bây giờ chị mất bé Tiền rồi, chị không thể nhìn em trai của chị mất hạnh phúc được. Khanh Hà, chị xin em hãy cho thằng Tấn một cơ hội. Nhà em. Chị Phượng à, em hiểu tấm lòng của chị dành cho anh Tấn, nhưng mà hạnh phúc của ảnh, ảnh mới là người quyết định. Cho dù em mở lòng thì sao chứ, ảnh một mực muốn bỏ em thì em níu giữ sao được. Em thật sự rất khổ tâm. Cái vai trò gián điệp này em không làm được. Nơi anh nói lại với tổ chức, cho phép em rút lui được không? Hả? Không có nghĩa đâu. Dữ liệu của mình đã bị phát tán. Chứng tỏ kẻ gian đang ở bên cạnh là những người thân cận nhất. Là ai chứ? Cứ sao dỗi xấu xa. Ngày dưới với cô, anh đang duy phải chịu đựng những gì cô có biết không hả? Tôi không hiểu chị đang nói gì hết. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh đang duy cùng lúc phải đối đầu với rất nhiều khó khăn như vậy. Tất cả là do giận xui mà cô mang tới. Bây
giới chủ tịch tập đoàn Phát Đạt. Anh sắp ngồi không được nữa rồi đó. Những thật lòng muốn tốt cho anh. Anh tính xa thiệt xa giùm tôi một cái. Thật sự là thủ phạm thì sao anh? Nếu như vậy thì em biết phải làm sao đây? Đang Duy sắp hết thời rồi. Nó hết thời rồi. Anh nói vậy là sao? Em hiểu là thù trong và ngoài cùng đánh ấp một lúc. Đặng Duy tài cán gì, sau trận này rồi sẽ rõ. Em vẫn chưa yêu anh cũng không sao. Anh có thể chờ đợi được. Anh chỉ mong một điều. Anh mong người gì?